tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21 tháng 1 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo. Chào các bạn. FNL xin gửi tới các bạn dự đoán cho tuần mới. Các bạn có thể bấm xem từng cung trong phần mô tả của video này. Đừng quên bấm đăng ký kênh FNL để cập nhật những video mới nhất về dự đoán năm 2024 của từng cung ở link trong phần mô tả và bình luận của video này. Một Bạch Dương. Tuần này, Bạch Dương sẽ được bao bọc trong một bầu không khí thần bí, nơi mà sự tò mò giống như những tia sáng. Khi nhìn từ một góc độ độc đáo, Tử Vi Bạch Dương sẽ hướng dẫn chúng ta tới những khám phá mới thú vị trong khi vẫn giữ được chút bí ẩn và hấp dẫn. Công việc, trong công việc, Bạch Dương sẽ phải nhanh chóng hòa mình vào môi trường xung quanh để kích thích khả năng sáng tạo. Đồng hành cùng những người cùng chí hướng sẽ mở ra cánh cửa thành công. Nhưng hãy nhớ, lắng nghe là chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa đó. Tình yêu, tình yêu của Bạch Dương sẽ nở rộ như ngọn lửa huyền bí, đặt ra những thử thách để theo đuổi phía trước. Đối với những Bạch Dương độc thân, sự nhiệt tình của đối tác khiến bạn có thể đưa ra những quyết định khó khăn. Ngược lại, sự rõ ràng về mặt cảm xúc cần được thể hiện một cách hợp lý tránh khiến đối phương cảm thấy nghẹt thở. Tiền bạc, Bạch Dương sẽ được hưởng lợi một chút về mặt tài chính. Con số tuy không lớn nhưng là bất ngờ tích cực, giúp tình hình tài chính ổn định hơn. Hãy thoải mái là chính mình, điều này sẽ khiến những cơ hội nhỏ về vận may trở nên rõ ràng hơn. Sức khỏe, hãy đảm bảo Bạch Dương dành thời gian để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng. Vùng tối có thể che giấu sự căng thẳng vì vậy việc duy trì sự cân bằng là rất quan trọng. Đừng ngần ngại bày tỏ ý kiến của bạn về việc tự chăm sóc bản thân. 2. Kim Ngưu Bạn sẽ chìm sâu vào lĩnh vực bí ẩn của sự tự nhận thức và sự kiên nhẫn. Bạn sẽ gặp phải những trở ngại mới và có những khám phá trên đường đi, từ công việc đến tình yêu. Công việc, Kim Ngưu được kêu gọi chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách và khó khăn trong công việc hành trình này đòi hỏi sự tập trung và chấp nhận những điều bất ngờ nhưng cũng đòi hỏi cơ hội phát triển tình yêu kim ngưu đang gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình lo lắng về việc thiếu kỹ năng diễn đạt có thể làm tăng áp lực họ cảm thấy khó có thể chạm tới trái tim đối phương dù đã cố gắng hết sức tiền bạc tuần này kim ngưu có thể gặp thử thách tài chính chú ý kiểm soát rủi ro Đầu tư cẩn thận và chi tiêu hợp lý để tránh thất thoát tài sản. Cảnh báo này là cơ hội để họ thừa nhận vấn đề và thực hiện các biện pháp cần thiết. Sức khỏe, bạn cần dành thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Những thử thách có thể căng thẳng nên việc duy trì sự cân bằng là điều quan trọng. Hãy chăm sóc bản thân và tìm kiếm giải pháp phù hợp. 3. Song tử bạn sẽ bắt đầu hành trình khám phá bản thân bằng cách thúc đẩy bản thân vượt qua những môi trường làm việc cạnh tranh, nơi họ có thể phát triển. Tuy nhiên, việc so sánh bản thân với người khác nên được thực hiện một cách thận trọng vì điều này có thể dẫn đến căng thẳng và kiệt sức, đặc biệt có hại cho sức khỏe của bạn. Công việc với tư duy nhanh nhạy, song tử sở hữu khả năng sáng tạo độc đáo khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, Khả năng truyền đạt ý tưởng có thể là một thách thức vì không phải ai cũng hiểu rõ như bạn. Điều này đồng nghĩa với việc cần có sự kiên nhẫn và tôn trọng những ý kiến đa dạng từ đồng đội. Tình yêu, đối với những người còn độc thân, tâm hồn lạc quan của song tử là nguồn động viên mạnh mẽ về tình yêu trong tương lai. Dù còn độc thân nhưng họ không cảm thấy áp lực và luôn mong đợi một tương lai tươi sáng. Trong một mối quan hệ sự dịu dàng và ngọt ngào khiến tình cảm của song tử trở nên độc đáo và ngọt ngào tiền bạc sự hỗ trợ mạnh mẽ từ gia đình và bạn bè là điểm sáng về tài chính của song tử trong tuần mới khả năng quản lý tài chính của họ không những không đáng lo ngại mà còn hứa hẹn những biến động tích cực sẵn sàng nhận sự giúp đỡ và tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa dẫn đến sự thịnh vượng của cung hoàng đạo này sức khỏe cảnh báo căng thẳng mệt mỏi do luôn so sánh với người khác. Sức khỏe của bạn phải được đặt lên hàng đầu và sự cạnh tranh phải là nguồn động viên chứ không phải là sự áp đặt. Tập trung vào sự phát triển bản thân mà không so sánh quá mức. Sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe chính là chìa khóa cho một tuần mới mạnh mẽ và tích cực. 4. Cự giải. Cự giải đầy sáng tạo và nhiệt tình hơn trước trong công việc họ đảm nhận. Công việc Bước vào tuần mới đầy nhiệt huyết, cự giải sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện sự cống hiến, siêng năng trong công việc. Khả năng phân tích nhanh vấn đề sẽ là một lợi thế lớn nhưng bạn cũng đừng quên luôn đề xuất ý kiến với cấp trên để đảm bảo tính chính xác và tránh những sai sót không đáng có. Cảm xúc, cự giải đang thể hiện sự nhạy cảm với bản thân và sẵn sàng thực hiện những thay đổi cần thiết. Nếu duy trì nỗ lực Sức hấp dẫn của bạn sẽ tăng lên và cơ hội thoát nạn sẽ rất cao. Đối với những người đang yêu nhau, tuần này hứa hẹn sẽ là thời điểm để giải quyết mọi hiểu lầm và đặt tình yêu lên hàng đầu. Tiền bạc, tình hình tài chính ổn định, việc chia sẻ thông tin với bạn bè có thể mở ra những cơ hội đầu tư mới. Mạng xã hội không chỉ giúp kết nối các mối quan hệ mà còn mang đến những thông tin hữu ích có thể làm phong phú thêm kế hoạch tài chính của bạn. Sức khỏe Năng lượng tích cực sẽ là nguồn động viên to lớn cho sức khỏe tổng thể của bạn. Duy trì lối sống lành mạnh và đảm bảo bạn có đủ thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Đối mặt với mọi thử thách với sự lạc quan và sẵn sàng đắm mình vào những trải nghiệm tích cực trong tuần mới. 5. Sư tử. Sư tử sẽ phải đối mặt với những cơ hội và thách thức theo những cách đáng kể. Sư tử sẽ háo hức và ngoan cường chào đón tuần sắp tới công việc sư tử với tầm nhìn xa và sự kiên trì bạn sẽ mạnh mẽ đối mặt với thử thách trong công việc tránh mất tập trung vào những việc không quan trọng hãy tập trung vào mục tiêu lớn của bạn làm việc chăm chỉ và tập trung sẽ mang lại kết quả tuyệt vời đừng để sự kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn làm hỏng hiệu quả công việc của bạn tình yêu thay đổi những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu để tạo cơ hội hạnh phúc nếu bạn đã có bạn đời Hãy lắng nghe trái tim mình hơn là cái đầu. Không phải lúc nào cảm xúc cũng có thể được giải quyết bằng lý trí và sự nhạy bén của sư tử sẽ giúp bạn hiểu được điều này. Tiền bạc, với những dấu hiệu tài chính tích cực, sư tử đang hướng tới thời kỳ tài chính tốt. Thu nhập tăng rõ rệt, có thể từ các dự án hoặc kinh doanh bán thời gian. Đừng ngần ngại chia sẻ kế hoạch đầu tư của bạn với bạn bè, bạn có thể nhận được những gợi ý có giá trị. Sức khỏe, luôn lạc quan và tích cực để hỗ trợ sức khỏe. Một lối sống lành mạnh và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp bạn duy trì năng lượng cần thiết để đối mặt với mọi thử thách. Một mối quan hệ tích cực với công việc và tình yêu cũng sẽ góp phần mang lại hạnh phúc tổng thể cho bạn. 6. Sử nữ Tuần mới mang đến những cơ hội và thách thức đặc biệt trong công việc. Công việc, với việc tập trung vào mục tiêu và xác định rõ ràng, sư nữ sẽ trải qua một tuần không có quá nhiều biến động. Hiểu rõ những gì bạn muốn và đặt ra mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để theo đuổi chúng. Việc hợp tác, chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp sẽ mang lại kết quả tích cực và hiệu quả cao. Tình yêu, sư nữ tìm kiếm sự thoải mái về mặt cảm xúc và sẽ tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân. Đối với các cặp đôi, Cần lưu ý rằng quá chú trọng vào hoạt động cá nhân có thể tạo nên sự trống trải, lạnh lùng. Hãy giữ ấm tình cảm của bạn bằng cách hâm nóng tình cảm và chăm sóc mối quan hệ của bạn thường xuyên. Tiền bạc, khía cạnh tài chính vẫn ổn định trong tuần này. Nếu có thời gian, việc học thêm những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính có thể nâng cao hiểu biết và may mắn của bạn. Đầu tư thời gian vào việc nâng cao kiến thức tài chính của bạn để định hình một tương lai bền vững. Sức khỏe, sự công hiến cho sự nghiệp là điều quan trọng, nhưng xử nữ cũng cần giữ cho bản thân không bị kiệt sức. Tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi cuối tuần, thư giãn bên gia đình hoặc nửa kia của mình. Sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi sẽ giúp bạn duy trì được sức khỏe và tinh thần. 7. Thiên bình Tình yêu, các bạn chưa có nhiều thay đổi, vẫn đang tìm đúng người. Tuy nhiên, lạc quan và không bi quan sẽ giúp bạn duy trì tâm trạng tích cực trong thời gian chờ đợi. Đối với các cặp đôi, hãy tránh những bất đồng quá mức, cố gắng hiểu nhau hơn để tạo sự đồng thuận và hài lòng. Công việc, Thiên Bình cần đặc biệt chú trọng nghiên cứu sâu các vấn đề để giải quyết những thử thách trong sự nghiệp. Sự kiên trì bền bỉ trong việc tìm kiếm giải pháp sẽ mang lại kết quả tích cực. Đừng bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, hãy mỉm cười và đối mặt với mọi thử thách một cách lạc quan. Tiền bạc, quản lý tài chính đòi hỏi phải cân nhắc và lập kế hoạch. Bạn có thể bắt đầu xây dựng kế hoạch thu chi cân bằng và quản lý tài sản của mình một cách hợp lý làm điều này sẽ giúp bạn kiểm soát chi tiêu và tạo khả năng tiết kiệm tiền không chỉ bền vững mà còn tạo ra một tương lai tài chính ổn định sức khỏe tâm trạng lạc quan và tích cực là chìa khóa cho sức khỏe tốt duy trì những thói quen lành mạnh và dành thời gian cho bản thân đừng để những lo lắng về tài chính hay công việc ảnh hưởng đến tinh thần và cơ thể của bạn tâm trạng tích cực sẽ giúp bạn đối mặt với mọi khía cạnh của cuộc sống một cách mạnh mẽ 8. Bọ cạp. Tình yêu, bạn có thể khám phá ra những điểm tương đồng mới và ý nghĩa sâu sắc trong mối quan hệ hiện tại của mình. Rất có thể mối quan hệ mà bạn đang có sẽ phát triển từ tình bạn lâu dài thành tình yêu, tạo nên niềm hạnh phúc bất ngờ. Đối với những cặp đôi hiện tại, việc tập trung vào hiện tại và tận hưởng niềm hạnh phúc đang có sẽ là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách. Công việc làm theo chỉ dẫn của cấp trên sẽ giúp bọ cạp xử lý công việc hiệu quả, tăng hiệu quả công việc và mở ra những cơ hội trong tương lai. Sự tự tin và tập trung sẽ khiến bạn nổi bật trong môi trường làm việc. Đừng ngần ngại đối mặt với thử thách, vì đó chính là cơ hội để bạn chứng tỏ giá trị của mình. Tiền bạc, những dấu hiệu tích cực về tài chính khiến bọ cạp tự tin hơn trong việc quản lý chi tiêu và đầu tư hạn chế chi tiêu không cần thiết để tăng khả năng tiết kiệm và xây dựng dự trữ tài chính. Điều này sẽ giúp bạn duy trì tình hình tài chính ổn định và an toàn. Sức khỏe, bọ cạp kiên trì duy trì lịch tập luyện hàng ngày là một lợi thế lớn cho sức khỏe. Đừng bỏ qua việc chăm sóc bản thân, ngay cả khi thời tiết thay đổi. Sự kiên định và kiên nhẫn sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tổng thể, giúp bạn đối mặt với mọi thử thách bằng sức mạnh. 9. Nhân mã. Sự tự tin và khả năng xây dựng danh tiếng của Nhân Mã sẽ rất quan trọng trong việc đột phá nền tảng mới. Tình yêu, bạn sẽ có cơ hội tốt để gặp gỡ và kết nối tại các sự kiện hoặc bữa tiệc xã hội. Thể hiện bản thân một cách tự tin và chân thành. Nếu bạn đã có một mối quan hệ, hãy nhớ giữ quan điểm của riêng mình. Tình yêu cần sự đồng thuận chứ không phải hy sinh quá mức. Công việc Nhân mã nên duy trì thái độ tích cực, tràn đầy năng lượng trong công việc để thu hút sự chú ý và khen ngợi của cấp trên. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Phát huy tối đa khả năng của bạn và tận dụng mọi cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Tiền bạc, quản lý tài chính cẩn thận là điều quan trọng để tránh rơi vào cảnh nợ nần, vay mượn. Hãy xác định rõ ràng kế hoạch chi tiêu của mình và ưu tiên những mục đích cần thiết. Tránh lãng phí tiền vào những khoản không quan trọng và giữ ngân sách của bạn ổn định. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo tình hình tài chính của bạn được kiểm soát. Sức khỏe, nếu trời lạnh, nhân mã cần tiếp tục duy trì thói quen tập thể dục. Đừng để việc chi tiêu quá mức ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Sống tích cực và tận hưởng các hoạt động làm giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng của bạn. 10. Market Trong tuần này, sự kiên trì và sẵn sàng thay đổi sẽ là chìa khóa quan trọng giúp bạn đạt được những mục tiêu ý nghĩa tình yêu trong thế giới tình cảm market có thể đối mặt với thử thách bằng sự tự tin và thể hiện cảm xúc đối với những người độc thân hãy nhớ rằng sự tự tin chính là chìa khóa để thu hút người khác đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc của bạn đối với những người đã có một mối quan hệ sự độc lập và tôn trọng sự riêng tư của nhau sẽ giúp tình yêu cân bằng hơn công việc sự kiên trì và khả năng thích ứng sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong công việc tìm ra điểm yếu và cải thiện chúng để tạo ra những bước đột phá mới tránh các dự án đầu tư rủi ro và tập trung vào các cơ hội mang lại lợi nhuận ổn định tiền bạc quản lý tài chính cẩn thận để tránh rủi ro là điều quan trọng tránh các dự án đầu tư quá rủi ro và tập trung vào các phương án đảm bảo. Tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu sẽ giúp bạn duy trì tình hình tài chính ổn định mà không lo lắng về những tổn thất không đáng có. Sức khỏe, tính cách kiên trì sẽ được thể hiện qua sức khỏe của bạn. Duy trì lịch trình tập luyện và chú ý đến chế độ dinh dưỡng để giữ cho cơ thể và tâm hồn của bạn ở trạng thái tốt nhất. Đối mặt với thử thách với tinh thần lạc quan và đón nhận sự thay đổi tích cực. 11. Bảo bình. Đây là thời điểm quan trọng đòi hỏi phải đối mặt trực tiếp với thách thức và nắm bắt cơ hội. Hãy cùng nhau xem xét những trở ngại về mặt cảm xúc cũng như triển vọng nghề nghiệp và tài chính trong tuần tới. Tình yêu, tránh né tránh là chìa khóa để phát triển trong bất kỳ mối quan hệ nào. Bạn cần phải đối mặt trực tiếp với những khó khăn của mình và hiểu rõ cảm xúc của mình để tạo ra sự thấu hiểu và hòa giải. Trong mối quan hệ, hãy tránh những biểu hiện lạnh lùng và thể hiện sự quan tâm chân thành để người kia có thể cảm nhận được tình cảm của bạn. Công việc, năng lực và khả năng giải quyết vấn đề sẽ giúp bạn nắm bắt được những cơ hội trong sự nghiệp. Tận dụng những thời điểm đặc biệt để chứng minh giá trị cá nhân của bạn và giải quyết các vấn đề lâu dài đồng thời đừng quên thừa nhận và hòa giải mọi xáo trộn trong môi trường làm việc tiền bạc một khoản thu nhập bất ngờ mang lại niềm vui cho bảo bình tuy nhiên hãy kiểm soát khi nói đến tài chính tránh bội chi và cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào dự án mới sự thận trọng sẽ giúp duy trì tình hình tài chính ổn định sức khỏe trong giai đoạn này hãy tập trung vào sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn Hãy đối mặt với vấn đề một cách tích cực và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Bảo Bình có thể tìm thấy sự cân bằng thông qua các phương pháp tập thể dục và giảm căng thẳng để duy trì tinh thần và cơ thể khỏe mạnh. 12. Song Ngư. Bạn sẽ gặp cả những cơ hội và thách thức mới trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Bạn có thể vượt qua mọi khó khăn và khám phá những khía cạnh mới của bản thân nếu vẫn bình tĩnh và thích nghi. Công việc trong lĩnh vực công việc, song hư sẽ phải đối mặt với những thách thức và cơ hội phát triển mới. Với sự sáng tạo và linh hoạt, bạn có thể khám phá những giải pháp mới giúp nâng cao hiệu suất công việc và có những đóng góp tích cực. Sự kiên trì trong công việc sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Tình yêu, trong các mối quan hệ, song hư sẽ gặp phải những biến động đáng kể. Bằng cách bình tĩnh và tôn trọng. Bạn có thể giải quyết mọi hiểu lầm và tạo ra không gian giao tiếp tích cực. Đối mặt với những cảm xúc khó khăn, sự trung thực và quan tâm sẽ giúp bạn duy trì và củng cố mối quan hệ. Tiền bạc, về mặt tài chính, song hư có thể gặp phải những cơ hội đầu tư mới. Tuy nhiên, bằng cách quản lý tài chính cẩn thận, bạn có thể tránh được những rủi ro không đáng có. Tiết kiệm và chi tiêu có trách nhiệm sẽ giúp bạn duy trì được sự ổn định về thu nhập. Sức khỏe, về mặt sức khỏe, sự linh hoạt và biết tự chăm sóc bản thân sẽ giúp song ngư duy trì được tinh thần lạc quan và năng động. Duy trì lịch trình tập luyện và chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp bạn vượt qua thời kỳ căng thẳng và duy trì sức khỏe tốt. Kính chúc các bạn luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh FNL để được cập nhật video mới nhất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi